Hello, xin chào anh em trở lại với shop ná của Duy Kiều nha. Bữa nay mình sẽ giới thiệu với anh em một bộ combo. Combo gồm những gì mà các bạn đang được nhìn thấy trong điện thoại đó. Điện thoại hoặc máy tính các bạn đang xem nè. Thì nhà mình nói sơ qua về các cái sản phẩm trước. Cái bọc bi này nè là sẽ có bi 6 ly 35, bi 7, bi 8. Bọc này là nửa ký chứ không phải là một bọc nhỏ đâu anh em. Bọc nửa ký luôn nha. Thì anh em lấy cái size nào nói mình lấy size đó. Thùng gồm có 6 bộ. Thùng này là body size nha. Body size nha chứ không phải thùng tào lao nha anh em. Nè. 0.65. Mỗi size mình lấy một màu khác nhau nha, 0.65. 0.7 nè. Vàng là 0.75 nè. Còn thùng này thì anh em biết rồi, thùng dày nha, 1 ly nè, 1 ly 2 nè, nó có hai màu đó. Thì ly 2 thì nó nặng lắm, cái này ít người chơi thì thường thường bắn ly trở xuống thôi. Rồi, vòng tay đeo ná. Một vòng tay đeo ná. Cái này là cột cho chỗ này anh em. Khi đi bắn anh em đeo trong tay mình nè, rất là tiện. Lụm chim lụm cò hoặc bắn anh em không có bị gớt cái thứ nữa, nói chung là cũng rất là tiện luôn. Cũng rất là đẹp. Rồi, một bia tập bắn nha. Cái này mình chơi một cái mình chơi một năm luôn á. Thế là mình bắn không biết bao nhiêu cái đạn, ngoài mình ra thì còn có những bạn bè mình nó bắn chung luôn đó, mà không bao giờ nó hư đâu. Còn em bắn bằng sắt, bằng inox cái gì là nó cũng gãy hết trơn à. Sát thương cao lắm anh em. Một móc khóa 500 HP. Loại móc khóa bự nha. Loại tốt. Cái này mà mở cái bọc này ra thì nó sẽ hết tất cả cái bọc này lên luôn anh em. Hết nửa ký này lên luôn. Mở cái bọc ra nha. Hết nửa ký luôn á. Loại này là loại hít mạnh. Anh em khỏi có sợ gớt nha. Nhưng mà bình thường mình đi bắn thì cũng hít cái chừng 5-70 viên, 100 viên thôi, đâu cần hít nhiều. Chạy thoải mái, được không sợ gớt anh em. Này móc bự anh em. Anh em mua hàng thì hàng tới anh em kiểm tra hàng đủ y như hình. Anh em nào muốn lấy giống hình thì mình sẽ lấy giống hình. Còn anh em nào muốn đổi bi, muốn đổi dây, lấy size khác nhau thì mình sẽ đổi cho anh em. Rồi, tới cây ná. Ná UFO, chất liệu inox 304. Chất liệu inox 304. Ná chặt kẹp. Dùng cái lục giác mở con ốc trong này ra, kẹp dây vô và cầm bắn hướng này luôn. Đó, cái đầu mà nó giác này nè là vô bên trong. Cái chỗ mà anh em nhìn thấy ngốc á là nó nằm bên trong. Còn này là bên ngoài. Ngoài ra nó còn có kèm hai con ốc phụ. Anh em nào muốn xài ốc nào thì xài, hoặc là dùng hai ốc này để thay dây anh em. Lục giác này là lục giác bông. Rất là chắc chắn, rất là cứng nha anh em. Anh em không sợ bị tuôn đâu nha. Cứ ấn mạnh vô mở ra. Cây UFO của mình đang chơi cũng cả năm nay rồi, lục giác không hề hư hỏng, không gì hết anh em, thoải mái. Ngoài ra thì còn có theo là 5m, dài mét dây cột. 5m thì cũng quá nhiều, chả cần thiết đâu. Thì mình sẽ cho anh em cắt đại luôn vậy đó, 4-5m gì đó, dây cột nè, dây cột thun. Cái này là của mình là nó nguyên cuồng bự, tới mấy ngàn mét lận. Thì mình cắt đại cho anh em 4-5m. 4-5m anh em xài cũng bao la rồi. 6 bộ thun này chỉ cần theo nó chừng không tới mét thun, 1 mét dây cột là đã đủ rồi đó anh em. Ok. Thì mình bây giờ mình báo giá luôn nha. 280k. 280k là bao ship toàn quốc luôn. Bất kỳ chỗ nào bao ship toàn quốc luôn, 280k. Tiền ship nó hết 30k, cái đó anh em biết rồi đúng không? Tiền ship hết 30k, giá thực của sản phẩm nguyên bộ combo này là 250. Ship nó là 30k nữa đó, thì mình tính là 280k bao ship. Nói vậy cho nó dễ anh em. 280k bao ship, dù anh em mua một bộ dây tiền ship nó cũng hết 30.000. Mà anh em mua hết nhiêu đây, tiền ship nó cũng 30.000. Cái này thì nó hơi hơn 30.000 tại vì nó có bi trọng lượng nó nặng. Toàn quốc luôn nha anh em, bất kỳ chỗ nào. Anh em xem video thì cũng cho mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha anh em. Anh em nào ở Hậu Giang thì kết bạn anh em mình đi bắn giao lưu,
hoặc là ở gần đó, có thể Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, lâu lâu anh em cũng đi đi theo nhóm luôn, 5-7 người đi giao lưu gì đó. Ok, video này mình xin kết thúc ở đây. Anh em nào xem video thấy ok, đồng ý, ưng thì số điện thoại mình có để trên tiêu đề. Số điện thoại mình có Facebook, có Zalo luôn. Anh em bốc máy gọi lên là tôi lấy bộ combo ná UFO 280k bao ship là sẽ y như hình. Hoặc anh em muốn đổi gì thì báo mình nha. Rất là thoải mái anh em ơi. Cái này anh em xem 280k nè, cái bi này là nửa ký nè, nhắc lại nè, hết bi nè đó. Nói chung là anh em tới nơi anh em cứ kiểm tra đúng như trong hình, thiếu món nào anh em trả hàng cho mình, thoải mái nha, thoải mái luôn anh em. Ok, chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ nha, chào tạm biệt anh em.